Hello, xin chào các em. Chào mừng các em đến với kênh eSpring Channel. Tại đây thì chúng ta sẽ được chia sẻ mọi kiến thức và kỹ năng tiếng Anh hoàn toàn free, hoàn toàn miễn phí nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một cái nội dung vô cùng thú vị luôn. Đó là gì? Luyện đề. Đấy. Làm sao mới thực sự hiệu quả? Cũng trong video này thì Peter Spring sẽ tặng các thầy cô và em bộ quà tặng khủng, có thể gọi là gì? Đáng giá bạc tỷ. Chúng ta hãy bấm like, share và comment địa chỉ email, và chúng ta đừng quên đăng ký kênh để chúng ta nhận phần quà vô cùng giá trị này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào cái trọng tâm của vấn đề. Ok, các em thân mến, như các em đều biết, luyện đề hay là thi thử đó là một trong những cái chủ đề không hồi kết. Đấy, chủ đề không hồi kết, phải không nhỉ? Và thầy hay gọi nó là gì? Đặc sản của quá trình ôn thi ở tất cả các cấp độ, như là gì, thi tuyển sinh vào 10, thi tốt nghiệp, thi các loại chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, rồi là thi tuyển sinh đại học cao đẳng, rồi là các cái đề trong các cái kỳ thi thử thách về hiểu biết, về kiến thức, vân vân. Có thể nói là gì, vô cùng nhiều các loại kỳ thi. Đấy. Tuy nhiên, các em đã hiểu đúng về cái việc luyện đề hay chưa? Đấy. Và làm thế nào để luyện đề cho nó thực sự hiệu quả? Sau đây chúng ta sẽ cùng khám phá hai bí mật đấy để có thể tăng điểm ngay từ cái lần luyện đề đầu tiên. Xin mời các em. Nhất định đấy là gì? Khi mà chúng ta luyện đề ấy, thì chúng ta nên nhớ cho thầy như thế này. Đề thi thì nó luôn có những mức độ khó dễ khác nhau, đúng không? Cho nên cái việc chênh lệch về điểm số giữa các đề là đương nhiên, là rất là bình thường. Đấy, nó là chuyện như kiểu chuyện cơm bữa ấy. Đúng không? Hôm nay điểm cao, mai điểm thấp, rồi ngày kia điểm vừa vừa, vân vân, đúng không? Không thể tránh được. Đấy. Miễn là gì? Chúng ta luyện đề, chúng ta phải chọn những cái đề theo những cấu trúc chuẩn. Đấy, cấu trúc đã được chuẩn hóa nhá. Thế nhưng có một vấn đề xảy ra là không ít bạn dù luyện rất là nhiều những đề đã được chuẩn hóa nhưng mà kết quả vẫn cứ không tiến bộ. Đấy, không tiến bộ nhiều, cứ gì? Lẹt đẹt. Đấy. Thì thực ra rất đơn giản, đúng không? Cái lý do này là gì? Thông thường thì khi chúng ta làm đề xong ấy, đúng không? Đấy, thì các bạn mới chỉ dừng lại ở cái việc gì tra cứu đáp án, đúng không? Chúng ta tính thử xem là mình được bao nhiêu điểm, đấy, để cao hay thấp. Sau đó là gì? Chúng ta gạt phay đi luôn. Đấy, sau đó lại tiếp tục làm đề khác. Đấy, hoàn toàn sai. Đây chính là lý do mà khiến điểm của chúng ta gì? Vẫn cứ lẹt đẹt, mãi không tăng. Tôi hiểu dần ạ. Chúng ta đã quên một cái điều vô cùng quan trọng. Đấy, đó là gì? Luyện đề không phải là để xem mình được bao nhiêu điểm, đúng chưa? Đấy, mà quan trọng hơn nữa là gì? Để chúng ta phải qua quá trình luyện đề, sau mỗi đề chúng ta phải biết được mình đã vững ở những điểm nào. Đấy, nắm chắc kiến thức ở những phần nào, đúng không? Và cái phần nào chúng ta phải ôn lại và phải bổ sung ngay kiến thức để chúng ta lấp đầy những cái khoảng trống, những cái lỗ hổng kiến thức của chúng ta, đúng không? Nếu như không làm được điều này thì gì, dù cho chúng ta có luyện cả 100 đề đi nữa, hàng trăm đề đi nữa, đúng không? Đấy, thì chúng ta lần sau chúng ta sẽ vẫn sai như lần trước, và cái việc ôn tập chúng ta sẽ gần như kiểu là gì, dạ tràng xe cắt biển đông. Đấy, chúng ta hiểu chưa ạ? Ngược lại, sau mỗi lần làm đề ấy, làm đề thi thử xong, đúng không, thì các em phải đầu tư thời gian công sức thực sự. Đấy, thầy nhấn mạnh là gì? Thời gian công sức thực sự nhé, cái này rất là quan trọng. Đấy, để chúng ta bổ sung ngay những chủ đề mà chúng ta chưa vững, những chủ đề chúng ta còn chưa sót, chưa hiểu hết, đúng không? Đấy, thì những lần sau chúng ta mới tránh được những câu sai ở những chủ đề đó, đúng không? Và ngoài ra là gì, chúng ta sẽ chắc chắn hơn kể cả những nội dung khác nữa, ngoài những nội dung đó ra. Đấy, sau khi chúng ta gì, nó xem lại, bởi vì bản chất của quá trình ôn lại chính là gì, lặp lại kiến thức. Đấy, thì nó không đơn giản là chúng ta đọc lại, mở ra lại, mà gì, ta có thể là dùng gọi là lặp lại sơ đồ tư duy, lặp lại cái trí tưởng tượng của ta, cái hình dung của ta, đúng không? Lặp lại cái việc nghe chẳng hạn, có những bạn có phương pháp học là thu âm chúng ta nghe, đúng không? Có những bạn là quay video, rất là nhiều cách, thì việc lặp đấy nó sẽ giúp ra rất là nhiều. Nó là phương pháp
cổ xưa nhất trên trái đất đấy, nhưng mà là gì, vô cùng hiệu quả, có thể gọi là hiệu quả nhất, mà các phương pháp khác đều phải dựa trên cái phương pháp lặn, tức là hiện tượng nha. Thứ hai thì là gì, trong cái việc kiểm tra kiến thức của ta ấy, thì thi thử nó là một cái cách rất là quan trọng, rất là hiệu quả, đúng không? Tuy nhiên là thi thử thì không có nghĩa là kết quả thật, đương nhiên rồi, đúng chưa ạ? Đấy là điều rõ ràng rồi, đúng không? Trong cái giai đoạn thi thử thì bản thân kiến thức của chúng ta gì, nó chưa hoàn thiện, mình học chưa đủ, đúng không? Chúng ta cũng chưa chuẩn bị đủ hành trang, kể cả gì tâm lý, đúng không? Tâm lý người ta đó, đấy cũng chưa thực sự sẵn sàng. Có nhiều bạn là thậm chí là gì thi thử mà làm chơi chơi vậy, đấy. Cho nên là gì, đôi lúc cái điểm của ta nó không như mong muốn, như thế này. Chính vì vậy mà chúng ta không được quá quan trọng cái điểm số ở trong cái lần thi thử, thế như này. Tuy nhiên chúng ta phải cố gắng hết sức, đấy, cố gắng hết sức mình coi như là một định cái kỳ thi thật, coi những người kỳ thi mình không còn cơ hội nào nữa để chúng ta khắc phục, đấy, thì chúng ta sẽ làm bài tốt nhất, và cái tư duy, cái suy nghĩ, cái trí tuệ của ta nó sẽ ở mức cao nhất để chúng ta giành điểm số, đúng không? Cho nên chúng ta cần phải hết sức tỉnh táo, đấy, chúng ta phải coi cái bước luyện thi này là cái tiền đề, thấy chưa? Là bước đệm để chúng ta gì sẵn sàng cho một cái kỳ thi gì thực sự cam go, nó quyết định đến vận mệnh của người ta. Ok, chúng ta không nên tập trung nhiều vào điểm số, thế thay vào đó thì là gì, giống như thầy nói lúc nãy, chúng ta hãy dành thời gian, công sức, trí tuệ, dành hết tâm huyết của mình để chúng ta gì củng cố kiến thức nha. Những cái kỹ năng của chúng ta gì chưa hoàn thiện đấy, và chắc chắn là các em sẽ gặt hái được cái kết quả mà ngay cả bản thân em cũng sẽ gì bất ngờ. Rồi, và cái thông điệp cuối cùng mà thầy Xuân muốn nhắn nhủ tới chúng ta đó là gì? Hãy cố gắng hôm nay để ngày mai chúng ta sẽ không phải nói lời hối hận. Đúng không? Chúc các em ok thật là tốt và giành được những điểm số xứng đáng với công sức các em bỏ ra. Goodbye and see you again.